chào các cô chú, anh chị và các bạn trong hành trình khám phá tỉnh Liên Thuận, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, có ghé qua di tích tháp Pô Cờ Long Gia Rai tại thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. Đi xe buýt điện và lên đến đỉnh. Rồi. Ok, nhà mình cứ lên từng nhóm, từng thành viên đi ạ. Đây, lên bậc. Đây có mấy cổng tháp nhọn rất là đẹp này. Đây là một quần thể tháp này. Tháp Pô Cờ Long Gia Rai. Đây quá trình nguy hiểm. Đấy có thanh gỗ này, không biết đây là trùng tu hay là nguyên bản của nó. Đây là quần thể tháp Chàm, có lẽ ảnh hưởng của tháp này thì có từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Tháp có thể ngày xưa người Champa có thể gọi người Chàm. Đây mình sẽ khám phá. Đây là có thể là đây là trùng tu. Trùng tu thế là có cả xi măng. Đây có những thanh gỗ này. Tháp nhọn này. Từ có những vết xi măng phủ tu và thanh gỗ thì có lẽ là nguyên bản của nó. Đây là lên này. Trên mái hình như là một con thuyền. Về truyền thuyết của tháp và những năm xây dựng, có thể trong từ điểm lấy khoa Google người ta sẽ nói. Đây là mình chỉ là quay, có thể đọc lại cũng được, nhưng mà có thể đọc lại từ điểm lấy khoa có thể sai sót, cho nên là mình chỉ quay và mình
bạn muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn có thể là xem, gõ vào Google, gõ vào cái tháp Pô Cờ Long Ra Rai, sẽ có ra rất nhiều kết quả. Đây là những viên đá này. Đây là tháp thứ hai mình khám phá này. Đấy, tháp này lại có một cái tháp phụ này, một viên đá liên đại lâu năm. Ở ngoài thủ đô Hà Nội, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam thì có một ngôi tòa tháp Chăm, cũng ba tháp, có lẽ lấy nguyên mẫu chắc ở đây. Lên này. Các gàng của các viên đá này, đá xanh này. Bên trong tháp này là lực. Đá xanh. Các bạn du lịch từ tỉnh Quảng Bình trở vào là các tỉnh cũng nhiều di tích tháp Chăm như Quảng Nam có Mỹ Sơn, Quảng Bình cũng có, Phan Giang, Phan Thiết. Đây là có một cái bàn thờ. Đây là cột đá, chữ rất là cổ. Cấm leo trên tháp. Vì đây các vị thần. Để toàn cảnh xung quanh bên hông của ba ngọn tháp. Khi mọi năm đến ngày người ta có tế lễ ở khu vực này. Đi vòng quanh tháp chính này. Đây
toàn bộ các góc quạnh. Đây toàn bộ này, đây là tháp chính, còn hai tháp phụ kìa. Chú ơi, chú vào đi, công việc cho chú với cô ạ. Nếu mà không được là chụp lại. Video tháp Vua Cửa Long Gia Rai ở thành phố Phan Rang, tháp Tràn đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người ủng hộ bằng cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Đây là các cây me này. Quả me chữ chịt. Đây đâu, cho cô mấy 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 thủy. Đây. Đây.